anh ấn tượng đầu tiên anh cũng chỉ có một cái tên thôi, xong một cái gu anh tải như là chị tuyết nổi, xong giờ anh đi cưa cẩm em. Wow. Ok, giờ bạn dám nắm tay không? Nắm tay ai? Mình. À, sáng tiện mình đi cái siêu thị gần nhà anh thì anh mua, cũng muốn ghé qua nhà anh để anh lấy một số đồ cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Em có cảm thấy thoải mái không? Ủa, anh ở với ai? Hả? Anh ở với mẹ anh thôi. Có đôi khi có chị anh rể với lại cháu của anh, nhưng mà như hôm nay không có. Có gì chào mẹ chồng chứ cũng được. Có gì chào mẹ chồng chứ cũng được. Đã đi trước chưa? Mẹ ơi. Chào bé. Giới thiệu với mẹ, đây là Lan Anh, cùng tham gia chương trình Ngôi Nhà Chung. Vậy là Phúc lên phòng dọn đồ, để lại cô bé Lan Anh một mình cùng mẹ của mình. Một tình cảnh thật bối rối. Con thấy nó thì sao? Thấy anh cũng kêu đẹp trai. Ở nhà nó cao chứ còn người con nhỏ thấp chỗ nào. Rồi thôi đi thôi em ơi. Rồi con đi tiếp nha mà. Con chào bác đi. Chào anh. Rồi mẹ ở nhà nha, con đi nha. Sao mẹ anh dễ thương mà anh thấy ghét vậy? Anh cũng không biết, em chắc là do cuộc đời xô đẩy làm anh cảm thấy không thích cho lắm về cái tính cách của Phúc. Thì Phúc cảm thấy điều đó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì tính cách của mỗi người mỗi khác, và có người chấp nhận, có người không. Nên điều đó đối với Phúc cũng rất là bình thường, không có sao hết. Thử thách của bạn như sau. Trước 23 giờ hôm nay bạn phải hẹn hò lần lượt với ba chàng trai và kết thúc một cuộc hẹn bằng một cái ôm trong vòng 3 giây. Thấy thử thách hơi khó, chương trình hơi dài em. Giống như là thấy thiệt thòi mấy hôm không ở nhà nên cho một cái thử thách gì mà nó thử thách dành cho bạn như sau. Bạn hãy nhảy một điệu nhảy gợi cảm quyến rũ trong vòng 30 giây trước mặt đối tượng mà bạn muốn tìm hiểu. Sao vậy? Ví dụ như mình không thực hiện thử thách được không? Nói chung là thử thách thì rất là đơn giản, nó cũng khá đơn giản nhưng mà nó kỳ quá à. Tự nhiên cứ phải nhảy trong 30 giây, kỳ quá à. Thử thách dành cho bạn như sau. Bạn hãy hát một bài hát tỏ tình tặng một bạn nam. Bạn phải hoàn thành trước 22 giờ. Chắc mình sẽ hát cho bạn Lộc nghe. Tại mình cảm thấy mình tự tin trước bạn Lộc nhất. Từ thời điểm này bạn phải chọn một chàng trai ngồi bên cạnh và thực hiện các thử thách với nhiều nhất chàng trai ấy cho đến hết ngày hôm nay. Như thấy áp lực với cái thử thách này đó. Nó hơi áp lực với cái thử thách này. Đợi mãi mà Phúc và Lan Anh đi chợ chưa về, các thành viên còn lại đành vào bếp nấu tạm vài món lót dạ. Bọn hai người kia đi chợ thôi mà, sao mà lâu vậy chị? Không biết luôn, 7 giờ mới về mà bây giờ mới cho mỗi ngày mai thôi mà, đúng không? Hay là cho cả buổi đi Anh không biết đâu. Vậy mọi người nghĩ nên gọi một người hay là gọi cả hai người đó? Anh nghĩ em nên gọi Lan Anh. Ừ, ok. Alo. Alo. Ủa sao gọi Lan Anh mà? Ủa đang đi đâu vậy? Ủa giờ? Đi mua đồ về mà bà. Ai biết sao? Ủa? Bông kìa. Hello em. Đây. Hello. Rồi anh vuốt vuốt. Vậy chưa. À, xin lỗi. Hỏi sao tình cảm quá vậy? Tình bể với mình luôn. Hợp không? Nhưng mà đẹp đôi lắm luôn á, tướng phù thê lắm luôn á. Không phải là những gì sự thật đang diễn ra. Không yêu luôn. Cầm đi ông. Ủa đang về hả mọi người? Còn mua đồ không? Hello Yuri. Hello anh. Mới đi có mấy tiếng mà anh bắt đầu cảm thấy nhớ em và mọi người rồi. Đâu? Đi cái vui lại đi ta. Tự nhiên anh đi như vậy làm em và Lộc cũng đau lòng lắm. Mọi người đau lòng hơn là Lộc. Lắm à. Em đau toàn thân lát luôn. Nữa, em đau khúc nào em nhớ nói anh nha. Anh sẽ xoa dịu khúc đó giùm em. Lộc nè có điều gì với lại Lan Anh không? Thôi được rồi, hai người cứ tận hưởng đi nha. Về nhà mình nói chuyện sau. Nhớ mua đá là được. Rồi về nói chuyện sau. Về nói chuyện ba người. Rồi. Ok, nữa về nói chuyện sau. Anh ơi. Ok, bye bye bông. Ok, bye bye.
rồi. Sao vậy Lộc? Em khóc hả? Đừng. Không, em khóc chị cũng đau lòng, em đừng có như vậy. Em cái gì chuyện gì mình em đang hiểm mũi. Chuyện gì mình sẽ vừa giải quyết sau. Mai mọi người dậy sớm nha. Dậy sớm làm gì đó? Chị làm quán cà phê chứ làm gì. Mai chị sẽ dậy sớm rồi, mai chị sẽ đi tập thể dục với anh Trường. Oh wow. Tập ở đâu? Đi bộ đi hả? Đi bộ thể dục thôi chứ tập chắc chưa được. Chắc mai cũng dậy sớm tập thể dục. Đi không? Đã đang buồn đúng không? Đang mọi người đang buồn nên cố gia nhập với chúng tôi đúng không? Ồ, em bảo em dậy sớm tập thể dục chứ em đã nói là đi với ai đâu. Ai biết được, tự nhiên cái giờ tự nhiên là tập thể dục. Có gì thì mình cứ chia sẻ với nhau, chị em với nhau mà sao nha. Cứ chia sẻ với chị. Nên chị có muốn có một cuộc hẹn không? Chia sẻ. Được chứ. Tại sao không đúng không? Tối nay đi. Ừ. Tại vì hình như là chị với em chưa có nói chuyện đúng không? Đúng rồi. Còn ông Trung thì khỏi đi. Ông Trung là chia sẻ hết nguyên ngày rồi nhá. Nhưng mà Trung đi lâu quá cũng nhớ Trung rồi đó. Trung đi lâu quá cũng nhớ Trung rồi đó. Cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, vừa đúng lúc Phúc và Lan Anh về đến. Có nhiều không? Ây da, bị bù bay vô mắt rồi. Em đâu, anh đang mắc kiến mà. Nhưng mà nó lỡ vô em có thể có bị gì? Bên mắt phải của anh. Thấy gì không? Con mắt của anh luôn á, không thấy không. Gì hết. Em không thấy em trong đó hả? Em không thấy em trong đó hả? Mọi người cảm thấy ăn gì đó là đủ no rồi. Anh Trường no chưa? Sao mà no được? Mục tiêu của anh là ăn món ăn cho em nấu. À ok. Em sẽ không làm anh thất vọng. Anh Phúc, người đàn ông của gia đình, mai vô anh. Tập về. Này đúng là kiểu bếp trưởng luôn em. Anh không biết mặc này, em có hay mặc gì mà anh được. Anh tự mặc đi anh. Không, thật sự là anh không biết mặc này luôn. Anh bỏ cái chùm đầu vô. Em chùm lên đầu anh được. Xong rồi anh làm gì nữa? Vậy. Nó biết cột. Thấy anh cũng về trong chuyện này rồi quay qua luôn, em sẽ giúp đỡ anh. Vừa vừa nha em. Anh không thích gì, thích gì, thích gì. Chặt quá. Không, em thích rất là chặt, em thích chặt. Ồ. Chặt từ phía sau. Cảm ơn em. Cảm thấy thế nào anh? Anh cảm thấy là sao anh? Vừa đúng có không? Có sự gắn kết. À, ok, vô làm đi anh, nấu ăn đi anh. Thôi em. Wow, anh muốn giúp đúng không? Không, anh muốn giúp đâu. Hai đứa làm đủ rồi. Nhưng mà em không thích làm cái bài này. Anh Trường kêu Lộc xuống được không Trường? Anh Trường kêu Lộc xuống đi, Lan Anh nói không thích làm với em à. Phúc nhờ Trường gọi Lộc xuống, nhưng khi Lộc nhắn tin lên nhóm chat là sắp xuống thì Trường lại nhắn rằng anh nghĩ em không nên xuống. Không hiểu người anh cả này đang nghĩ gì. Anh ơi, chuyện gì cũng đến nó sẽ đến, anh đừng có nên như vậy. Trước khi mình xuống ăn tối thì mình có nhận được tin nhắn của bé Bông. Bảo là chờ mọi người nấu ăn lâu quá hay là mình ra nói chuyện một chút. Ủa là công việc của anh là anh sẽ làm việc giống như ở trên máy tính? Ừ, anh làm trên máy tính nên là bây giờ kiểu như anh thấy làm ở đâu cũng được hết á. Với lại anh cũng sẽ hỏi bên Úc á thì anh... Anh đi Úc luôn hả? Anh vô học Úc mà. Dạ hả, không biết. Giỏi vậy. Ôi mấy nay chắc... tại em vắng nhiều quá. Đúng rồi, anh nói với mọi người... Em cũng không biết, từ hôm qua anh lúc mà anh Trung đi đó em cũng không biết là anh Trung là diễn viên luôn. Không, nhưng mà nói chuyện với anh em cảm thấy thoải mái vậy đó. Nếu mà thực mà mai mốt mà có kêu bắt cặp hay gì chắc em cũng cho anh Lộc á, tại vì người làm em thoải mái, kiểu dễ nói chuyện tiếp xúc. Nếu mà hợp nha, em nghĩ là anh sẽ hợp với chị Lan Anh đi hoặc là chị Như, tại vì chị Như cái tính cách rất là dễ thương luôn. Đúng rồi. Kiểu con nít á dễ thương lắm, mà dễ thương từ bên ngoài đến trong tính cách. Còn em nha, ví dụ ngoài hình của em nha, anh nhìn lớn, chân vị em rất là chuẩn, nhưng mà thật ra cái tính em rất là con nít luôn, nhưng mà em sẽ không có thể hiện cái gì cũng giống như là ở trên máy quay gì. Kiểu như là mất cái hình tượng của mình, nó cậy em nhõng nhẽo ghê á. Trời, hôm nay nó chị anh vui quá. Ôm một cái. Anh Lộc là người khiến mình cảm thấy thoải mái và nói chuyện một cách tự nhiên. Anh chia sẻ được cho mình những cái giống như là trong cuộc sống nè, lại trong công việc thì nó rất là tự nhiên, mình giống như là những cái điều đó rất là đơn giản, không có cái sự ngượng ngùng, với lại mình rất là dễ kết nối trong cái câu chuyện đó luôn. Thông qua cách thể hiện của Bông thì mình nghĩ là Bông ấn tượng với mình hơn so với ba bạn nam còn lại thôi, chứ mình không nghĩ rằng là Bông đang để ý đến mình. Em có người khác rồi đó. Anh ơi, anh nuôi xíu rồi. Chai này. Dạ rồi. Dạ hiểu rồi. Người đi không muốn làm. Vừa kia có người mới rồi. Còn anh này anh nhiều vậy anh?
nhiều vậy? Anh cảm thấy đói bụng. Nhiều nuôi không ạ? Không, anh phải nói là anh cảm thấy thịt bò ngon đúng không? Ngon, thịt bò ngon. Anh còn chưa ăn nha. Dạ. Người này đúng vui vui, anh là người mà em ghét thứ hai sau anh Trung. Chán giờ làm có thể nào anh leo tóc được không? Con gái nó rất là thương á. Không có, anh không thể leo tóc được tại vì hả anh Trung ba chị em đã chấm anh rồi không? Anh phải vô nhanh số bài trì. Tại tại sao? Ủa cái đâu liên quan tới chị đâu em. Em phải lên tóc cho em được không? Mà tại sao lại liên quan tới chị trong này? Không lên tóc được. Anh Trung, không ai thấy được anh Trung lên đúng không? Thì cái vị trí đó không ai thấy được anh Trung. Chị cũng cảm nhận được vậy mà. Mấy chị mới đéo luôn á. Nha anh Trường. Anh Trung khóc vị trí đó là không ai thấy được Trung đâu. Nha. Bữa ngon ăn hôm nay là ngon nhất trong những cái bữa ăn luôn á mọi người. Được người ảnh nấu. Đúng rồi, được Phúc nấu. Và trong khi đó là người ta làm hết. Phúc chỉ đứng bếp thôi. Em đang ăn gì không? Em đang nuôi. Nuôi cái gì? Rau, nuôi với tấm đó, nuôi với tấm đó, nuôi với tấm. Cái rau này là chị thích nữa nè. Trời, công nhận anh hiểu ý ghê luôn. Em rất là thích cái món này. Em mua luôn đó. Rau em mua luôn đó. Anh Trường thấy sao anh Trường? Có vẻ hơi mặn quá. Đúng rồi á. Em còn chăng em thương mà. Dạ. Em thấy hơi đắng hả không? Tại thính bỏ hơi nhiều. Gì? Em thấy hơi đắng, tại thính bỏ hơi nhiều. Không biết là thính hay bả đây. Chị sợ bả thì phải thính. Bả đúng không? Bả cũng chất lượng em. Bả gì cũng vậy hết. Ăn vô cũng phải hoàn quả với thế giới em. Lát không chung nữa. Lát hơn đúng không? Ủa hai người kia trời mưa mà đi đâu trời? Trên lầu mình á. Xem lo lắng vậy? Không em buồn không có ai nói chuyện với em. Trời ơi, ba người đứng đây mà em nói gì vậy? Một người thì em nói nhưng mà cứ lo em lo anh thôi. Còn hai người kia thì em không biết. Rồi cũng lo em nữa. Chứ không phải em đang lo lắng điều gì à? Không. Em nghĩ em đang lo lắng rồi, điều anh Trung em vô rồi, anh Trung vô nói chuyện em. Nhưng mà hết lui tính Trung lắm. Ủa anh tối chưa anh? Anh tối chưa? Anh nuôi đi anh. Mới nào? Có. Oh. Tưởng mọi người đang nấu ăn. Ủa mọi người múa gì mà lâu dữ vậy? Dạ. Múa gì mà lâu vậy? Tại anh có ghé nhà xíu. Lấy đồ để chuẩn bị đi. Lỡ mọi người ở đây luôn. Có dắt vô ra mắt của mẹ luôn không? Có luôn em. Có luôn đó. Wow. Nghe đâu ở đây này. Không, không hề, không hề. Không, tại vì anh nghĩ là mẹ anh thích lên TV. Anh Trường nãy có đi nói chuyện với anh Trường kêu là thấy tụi em vui là anh vui rồi. Có một người không đang vui ở đây. Ủa, để cho ủa, bữa nó tay như hả? Gì vậy? Mình tỉnh gì quá, nó nắm tay như hết hồn. Ủa, xong rồi có nắm không? Có nắm tay luôn. Ừ, thật. Nói sao mà để cho Như nắm vậy? Nè, tôi kêu là giờ xè tay ra, cho quà nè. Sao anh nắm thôi? Kỳ lắm hả? Ủa gì kỳ? Các bạn tôi cũng trông nóng hả? Giờ còn đôi ta kia lên núi để lạnh nhẹ. Anh chưa lyric. Giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa. Cái này thuộc nè. Chỉ sống một lần trên đời. Để khỏi lyric nha. Suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời làm vị ngọt trên đôi môi. Em bị khen khen đấy vậy. Hơn anh sẽ để em mặt trời lại gần hơn anh. Hai em để anh chơi vơi, giờ còn đôi ta. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa? Cười sắc các bạn, không phải ho đâu. Nếu mà bạn mà là người cặp đôi bí ẩn nha. Hả? Thì cái bài này nó hợp lắm luôn. Sao vậy? Tại cái bài này là một người đang dụ dỗ một cô gái. À, hèn gì là cái gì, có cái khúc gì mà em hãy đến cái gì á?
có cái khúc gì đó giống như lại đó gần là... hơn anh đi. Ờ đúng rồi. Đó kiểu vậy. Thôi nhưng mà mình không làm vậy được. Cái gì vậy? Sao bạn chắc chắn vậy? Trong khi những bô lão người ta nghĩ những cái người khác thì lúc này bạn cũng nghĩ là mình đó đó. Bạn có thể nghĩ mình với người khác được không? Cái giờ bạn dám nắm tay không? Nắm tay ai? Mình. Gì vậy ba? Đó thấy chưa? Đó. Vô cưng. Vô. Đi đi đi. Đó. Ngại quá. Ngại. Chắc là mình đi xa lắm. Đúng mà. Bạn làm tôi bối rối, tôi bị kè lòng rồi. Này nhá, nên là nếu mà lấy tôi làm mình phong là không dễ đâu. Ngại quá, anh nổi chứ ghẹ luôn. Cái bài gì nè? Hỏi sao lại nó kỳ quá. Ủa, có thấy giống giống lại nắm tay hả? Hử? Thấy giống nắm tay. Nắm tay bạn tôi không? Tại là anh có lẽ là ấm hơn, ít mồ hôi hơn. À... và theo mình thì cái khi mà nắm tay như thì nó là một cái thử thách, nên là mình đã định hình trong đầu luôn nó là một cái thử thách, nên mình cũng không có cái gì cảm xúc gì đặc biệt lắm. Còn khi mà nắm tay là anh thì nó là một cái gì đó ngẫu hứng, một cái gì đó nó mình vừa nghĩ ra lúc đó thôi, nên là mình cảm thấy khá là thú vị và khi mà được nắm tay là anh, một cái trải nghiệm khá là vui. Cảm giác bên cạnh Lộc thì em cảm thấy có một người rất là quan tâm tới mình, chú ý tới mình. Cảm giác của mình là vừa vui, vừa cái gì đó hào hứng, và cũng vừa lo khi mà không biết là đây có phải là cặp đôi bí ẩn không. Nhưng mà không sao, mình nghĩ rằng là cho dù Lan có là cặp đôi bí ẩn hay không thì mình vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu và tấn công Lan.